Tham thiền 28. Chỗ trụ tâm của Bồ Tát. Lục cảnh phàm phu chỗ trụ tâm, vì tâm trụ cảnh hóa ra trần. Vận tâm bố thí căn trần ấy, vô trụ tâm không cảnh tịch nhiên. Trực chỉ đề cương. Sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu món ấy vốn là những hiện tượng nhân duyên sanh. Đương nhiên, sự sanh khởi, sự hiện hữu ấy vẫn là huyễn sanh, huyễn diệt. Mong manh huyễn hóa hơn, lục cảnh ấy thuộc thành phần phi vật thể, so với động vật, thực vật và khoáng vật. Vậy mà do vô minh của con người, một loại phi vật thể khác, khiến cho sáu cảnh, sắc, thanh hương vị xúc pháp vốn vô tư ấy thành trần, tức là sáu thứ nhiễm ô. Kinh điển gọi chúng cái tên lục trần. Sở dĩ lục cảnh mang tên lục trần, truy nguyên do chấp, do trụ, trụ chấp làm cho lục cảnh hóa ra lục trần. Chứ căn trần nào có lỗi chi đâu. Khi đạt đạo rồi, chợt tỉnh, trơn giác vô công, căn trần hà cựu. Biết ra thì việc đã rồi. Bất cứ ai muốn mình là đệ tử Phật, phải học tu Bồ Tát hạnh, học về cách trụ tâm, trụ sắc, trụ thanh, trụ hương, trụ vị, trụ xúc, trụ pháp, là cách trụ để rồi đau khổ, trụ với lá chắn vô minh. Trụ của phàm phu mãi mãi luân hồi trong lục đạo, tam giới, không có ngày ra. Phải học trụ bằng cách vô trụ. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Bồ Tát nên phát khởi tâm vô trụ. Đừng trụ chấp sắc, đừng trụ chấp thanh, đừng trụ chấp hương, đừng trụ chấp vị, đừng trụ chấp xúc. Đừng trụ chấp pháp. Tâm còn trụ là đã phạm phải sai lầm. Vì sao vậy? Bởi vì vạn pháp giai không, duyên sanh như huyễn. Trụ với không có gì, trụ với ảo ảnh thì mình được cái gì? Người trí muốn qua sông, ai đi ôm thây ma tả tơi sắp dã. Không nên trụ sắc, không nên sanh tâm trụ thanh, không nên sanh tâm trụ hương, không nên sanh tâm trụ vị, không nên sanh tâm trụ xúc, không nên sanh tâm trụ pháp. Bồ Tát nên sanh tâm vô trụ. Sanh tâm vô trụ đối với lục cảnh, tức là Bồ Tát hành bố thí ba la mật một cách viên mãn rồi. Tức là Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật rồi. Bồ Tát đã chiếu kiến ngũ uẩn giai không rồi. Bồ Tát đạt tới đỉnh tột cao của các thiền định là vô trí và vô đắc.